Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý vị, vào thứ Bảy tuần qua, học viên lớp cao đẳng được học Kinh Lăng Nghiêm Yếu Lược và Câu Xá Luận Quyển 1. Tiếp đó, toàn thể Phật tử được học bổ sung kiến thức Phật Pháp căn bản. Kính mời quý vị lắng nghe sơ lược nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học kinh thủ Lăng Nghiêm, cô Tâm Nhật giảng đến phần nội dung sáu gút, cột khăn để chỉ đầu gút và phương cách cùng thứ lớp mở gút. Tuy Phật đã chỉ ra đầu mối luân chuyển sanh tử hay tâm bồ đề giải thoát đều là sáu căn, chứ chẳng phải cái gì khác. Sáu căn ví như sáu gút buộc mở do chính mình, phàm thánh đều tự mở. Sáu mở thì một cũng tiêu. Nhưng Ngài A Nan và đại chúng vẫn còn chưa rõ thế nào là khi sáu gút đã mở, cái một cũng không còn. Và thế nào là mở gút theo thứ lớp. Phật rủ lòng đại bi, thương xót A Nan và hội chúng cùng chúng sanh đời sau mà ban bố pháp âm để rửa sạch những cấu nhiễm sâu dày hằn trong tâm trí. Phật cầm chiếc khăn hoa do chư thiên dân cúng, cột khăn thành một gút, rồi thêm một gút nữa, cho đến tổng cộng thành sáu gút. Khăn hoa báo này vốn chỉ là một, khi Đức Phật thắt sáu lần thì gọi là sáu gút. Phải hiểu rằng thể của khăn là đồng, nhưng do vì các gút mà thành ra khác. Tuy sáu gút không đồng, nhưng vẫn do từ một cái khăn mà ra. Sáu căn của chúng sanh cũng lại như vậy, ở trong tánh tuyệt đối thì giống nhau vì cùng trong tánh như lai tạng, thanh tịnh, sáng suốt. Nhưng khi biểu hiện ra sáu căn thì lại sinh ra cái tuyệt đối khác nhau, nghĩa là không còn là một thể thanh tịnh nữa mà những điều thị phi sẽ nổi dậy. Sự tranh cãi trong đó sẽ sinh ra, đúng sai điên đảo sẽ không dứt, chỉ có một cách. Nếu bây giờ mở hết các gút ấy ra, khi không còn gút nào nữa thì cũng không còn có cái này cái kia. Tức mở được sáu thì một cũng không còn. Nhưng mở bằng cách nào? Không thể mở gút bằng cách kéo mối bên trái hay kéo mối bên phải, mà mở từ chính giữa, các gút sẽ được mở ra. Nghĩa là muốn mở gút phải từ tâm điểm của gút, không dùng thiên kiến lệch lạc, phải dùng chánh kiến giải quyết thẳng từ tâm điểm của vấn đề. Tâm điểm của vấn đề ở đây là từ vô thỉ, tâm chúng sanh cuồng loạn, tri kiến hư vọng phát ra không ngừng nghỉ, làm cho tri kiến phát sinh mệt nhọc, khiến trong tánh sáng suốt, rộng lặng, bỗng dưng hỗn loạn, khởi lên những tướng thế gian điên đảo. Tất cả đều do bệnh mê lầm mà phát ra, giống như các gút thắt trên chiếc khăn. Muốn mở gút, chỉ cần chọn một gút để mở, không thể cùng một lúc mở ra hết sáu gút, vì khi cột có theo thứ lớp. Chọn một gút nghĩa là chọn một căn trong sáu căn. Nếu mở được gút thắt trong căn ấy, thì mọi trần tướng hư vọng tự nhiên diệt vong. Không phải chỉ một căn ấy, mà cả sáu căn đều giải thoát. Và chân tâm bản tánh tự nhiên hiện bày. Mở gút thắt trong căn ấy là giải mở ba gút sở chấp, ngã chấp, pháp chấp và cả ngã chấp lẫn pháp chấp. Nhưng mỗi loại chấp lại còn có hai tầng lớp là câu sanh chấp và phân biệt chấp, thành ra sáu gút trên một căn. Khi sáu gút trên một căn được giải mở thì chứng được nhân không và pháp không. Pháp giải thoát đã thành tựu rồi thì cả nhân không và pháp không đều chẳng sinh khởi, nghĩa là cả cái trí còn thấy nhân không và pháp không cũng đều dứt sạch. Trong giờ học câu xá luận quyển 1,
Thầy Huyền Châu giảng đến phần phân biệt mạng hành và thọ hành. Kinh nói, Đức Thế Tôn sau khi lưu các mạng hành, xả các thọ hành, tâm một vị A-la-hán từ khi chứng đắc thánh quả A-la-hán, khi chưa bỏ mạng căn, tiếp xúc với ba yếu tố bất động, vô tướng và vô sở hữu. Như Tôn giả Xá Lợi Phất, trước khi chứng đắc thánh quả A-la-hán thì Ngài vẫn sống trong các thọ hành và mạng hành theo nghiệp của hữu tình. Nhưng khi đắc A-la-hán, tức đắc Niết Bàn thì tâm không còn xúc trong thức, trong thọ nữa. Đó là do nhờ vào quy lực của định, vượt qua các tầng bậc thiền định đến diệt tận định. Cho nên tâm chỉ tiếp xúc bất động. Trong tâm của các vị không có biệt tướng, tổng tướng, không chấp trước nên nói là xúc vô tướng và vô sở hữu. Như thế, vị A-la-hán xả thọ hành, còn chúng ta, hàng phàm phu, lại giữ thọ hành. Trong tâm càng giữ thọ hành thì sự thống khổ càng dữ dội. Các luận sư nêu lên câu hỏi, có sự khác biệt nào giữa mạng hành và thọ hành không? Có thuyết cho rằng không có sự khác biệt nào cả. Mạng căn là thọ trong ba giới, nghĩa là mạng hành là thọ hành. Vì mạng hành mất thì thọ hành cũng mất theo. Lại có thuyết cho rằng nếu đứng trên phương diện quả thì quả của nghiệp đời trước gọi là thọ hành, quả của nghiệp hiện tại gọi là mạng hành. Như đời trước giết và hại thì đời này lãnh quả thọ đau đớn tận cùng rồi mới chết. Lại có thuyết cho rằng do bởi những phương tiện như ăn uống, nhà, cửa, vân vân mà chúng đồng phần tồn tại gọi là thọ hành. Do bởi những phương tiện ấy mà đời sống tồn tại trong một thời gian gọi là mạng hành. Riêng Thế Tôn xả thọ hành để nêu rõ Ngài đã tự tại với cái chết và lưu mạng hành, nêu rõ Ngài đã tự tại với sự sống. Nhưng Ngài chỉ lưu lại trong 3 tháng, đủ thời gian, làm điều cần làm cho đối tượng được giáo hóa, mặc dù Ngài có thể trụ lại hơn một kiếp do tu hoàn hảo tứ thần túc. Vào giờ học bổ sung kiến thức Phật Pháp căn bản, Thầy Huyền Châu giảng về các tỉnh lự. Tỉnh tức là vắng lặng, lự tức là làm cho lụi tàn. Tỉnh lự được ví như một ngọn lửa bị rút bớt củi, khiến cho sức bừng cháy lắng dịu xuống và lụi tàn đến không còn một chút đốm than. Chúng ta gọi nó là củi hết lửa tắt, đạt đến trạng thái vô sanh. Khi Đức Thế Tôn chưa ra đời thì các tỉnh lự này đã được người đương thời thực tập thành tựu, cho nên được xếp vào loại thế gian thiền. Thế gian thiền cũng là một loại định có khả năng hỗ trợ cho chúng ta đạt đến chỗ diệt tận định. Tất cả những loại thiền Nam Bắc truyền vẫn phải y cứ trên kinh tạng của Như Lai. Vì khi chúng ta quán chiếu về khổ, về nguyên nhân của khổ, về diệt đế Niết Bàn, về thánh đế giải thoát, nên chúng ta có năng lực giải thoát như nhau. Đức Thế Tôn có dạy, có 4 thiên đạo. Thiên đạo tức là con đường dẫn lên chư thiên dục giới, khiến cho hữu tình, những loài có tình thức chưa tịnh thì được tịnh, đã tịnh thì càng tươi sáng. Thiên đạo thứ nhất là có một hạng ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trụ sơ tịnh lự, có tầm, có tứ, hỷ lạc, do viễn ly sanh. Thiên đạo thứ hai là có một hạng tầm tứ tịch tịnh, nội đẳng tịnh, tâm cảnh nhất như, chứng và trụ tịnh lự thứ hai, không tầm, không tứ, kết quả hỷ lạc do định sanh. Thiên đạo thứ ba là có một hạng ly hỷ trụ xả, tức rời khỏi niềm vui trong nội tâm, trụ vô trong xả, chánh niệm, chánh tri, chứng và trụ tỉnh lự thứ ba với thân cảm thọ lạc. Khi chúng ta xả bỏ mọi cảm thọ, ta sẽ có cơ hội tiếp xúc sâu hơn, vi tế hơn. Đây chính là ly hỷ đạt đến diệu lạc. Thiên đạo thứ tư là có một hạng đoạn lạc, đoạn khổ, hỷ ưu trước đã dứt, chứng và trụ tỉnh lự thứ tư, trong đó không khổ, không lạc, xả và niệm thanh tịnh, chứng được tứ thiền. Nói về phần luận,
chúng ta tìm hiểu về tu viễn ly. Viễn ly là ly dục, ly ác bất thiện pháp. Ly dục tức là rời khỏi các ác dục. Tham cũng gọi là dục, dục giới cũng gọi là dục. Chữ dục còn chỉ cho năm cảnh diệu dục, đó là tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ. Sao gọi là dục? Vì năm diệu dục rất khả ái, dễ say mê, rất đáng ưa muốn, vui thích, đáng tham, đáng mong cầu, vân vân, cho đến rất trói buộc và thắt chặt, làm tâm chúng ta chìm đắm trong đó nên gọi là dục. Tất cả là do tâm tham dẫn dắt. Thật ra, thực chất của dục không phải là sắc thanh hương vị xúc khoái lạc, khả ái, mà chính là tham do vọng tưởng duyên đến cảnh dục. Do vậy, Thế Tôn dạy rằng, cảnh đẹp trong đời chẳng phải dục, dục là tham do người vọng tưởng. Cảnh đẹp trong đời vẫn như vậy, người trí trong đó đoạn trừ dục. Thế nên, chúng ta chỉ cần quán chiếu để nhận thức được bản chất và chân tướng của nó, rồi mới tháo gỡ dần dần. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Bảy, ngày 30 tháng 9 năm 2023, tại Viện Phật học Bồ Đề Phổ Quốc sẽ có chương trình học như sau. Lớp cao đẳng từ 3 giờ đến 5 giờ chiều sẽ học Kinh Lăng Nghiêm Yếu Lược do cô Tâm Nhật giảng và Phật Thừa Tông Yếu Luận qua lời giảng của Thầy Nguyên Định. Sau đó, từ 5 giờ đến 6 giờ chiều, Thầy Huyền Châu sẽ giảng môn học bổ sung kiến thức Phật Pháp căn bản cho toàn thể Phật tử. Trân trọng kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Đồng thời, kính mong tất cả học viên đến lớp đông đủ và theo dõi các phần giảng của quý giáo thọ để thu thập kết quả tốt nhất, cũng như không phụ công sức quý báu mà quý giáo thọ đã dành cho chúng ta. Để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng tại lớp cũng như những chương trình hoằng pháp khác, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi tại trang nhà bồ đề Phật quốc .org. Các học viên hãy kiểm tra email vào mỗi ngày để được biết chương trình học sắp tới cũng như các thông báo cần thiết. Mọi sự phát tâm tiếp nối chương trình giảng dạy Phật Pháp cũng như mọi câu hỏi thắc mắc về tu học, kính xin quý vị hoan hỷ liên lạc với Thầy Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.